thỉnh thoảng bà con ngư dân trên đảo Phú Quốc thì đi đánh cá sẽ tình cờ phát hiện những cái tàu chìm. Và đây tại Bảo tàng Cội Nguồn đã trưng bày những cổ vật được trục vớt từ những chiếc tàu chìm ngoài phía đông đảo Phú Quốc. Nó chứng tỏ rằng Phú Quốc là một trong những cái trung tâm giao thương đường hải Đông Nam Á trong khu vực, trong lịch sử văn minh của Đông Nam Á. Và nhờ những cái bình gốm này, người ta mới hiểu hơn về cuộc sống của cư dân vùng Đông Nam Á, cũng như việc giao thương giữa các nước thời Trung cận đại như thế nào. Và đến với Bảo tàng Cội Nguồn, quý vị hãy đến để được tận mắt, tận tay sờ được những cổ vật rất tuyệt vời, để nhớ về xa xưa đi đường biển gặp những khó khăn cắt trở như thế nào, và đặc biệt những cổ vật chìm sâu trong lòng biển qua hàng thế kỷ mà vẫn còn nguyên vẹn, để thấy được giá trị của đồ gốm, nó thể hiện được sự lâu dài rất tuyệt vời.